Ngân hàng ngoài cung cấp cho nông dân công cụ thì phải giúp họ hình thành kỹ năng để tổ chức sản xuất, sử dụng đồng vốn hiệu quả. Đây là ý kiến của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại hội nghị thảo luận về tín dụng giai đoạn 2022-2025 với Ngân hàng Chính sách Xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, muốn sử dụng đồng vốn hiệu quả, ngoài chính sách của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thì các ngân hàng phải giúp nông dân thay đổi tư duy bao cấp, không ỷ lại vào bất kỳ chương trình hỗ trợ nào, thậm chí là chương trình hỗ trợ từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Phải giúp người nông dân hình thành tư duy thị trường, phải hiểu và tự chịu trách nhiệm với nguồn vốn vay hỗ trợ của mình. Chúng tôi cũng đang có chương trình tri thức hóa nông dân. Phải chúng ta đưa điều kiện, anh muốn tiếp cận vốn, anh phải đi học. Chúng tôi sẵn sàng tổ chức những lớp học. Nếu mà gặp rủi ro dịch bệnh thì biết cái này nó mới là đi vào bảo hiểm nông nghiệp mới được. Bởi vì bảo hiểm nông nghiệp là bảo hiểm rủi ro nhất trong những cái bảo hiểm. Bởi vì nó không có cái thang đo về cái rủi ro trong nông nghiệp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nghiên cứu phát thảo, thiết kế xây dựng được gói sản phẩm có sự tham gia của ba bên Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Agribank, Ngân hàng Chính sách Xã hội để có thể cộng hưởng các nguồn lực, cùng nhau tham gia giám sát, hỗ trợ các đối tượng đi vay, sử dụng đồng vốn thực sự hiệu quả. Trong đó trước mắt tập trung vào đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao và xây dựng 5 vùng nguyên liệu đạt chuẩn.